phát hiện dự báo tương lai, trái đất rơi sang thiên hà khác. Điều gì sẽ xảy ra khi một số thiên hà được dự báo sẽ va chạm với thiên hà chứa trái đất đến gần? Kính viễn vọng Hubble vừa chụp được một hình ảnh mang tính dự báo nằm cách chúng ta 320 triệu năm ánh sáng. Theo Science Alert, cặp đôi thiên hà được gọi chung là ARP-282 thuộc bản đồ các thiên hà dị thường Houghton ARP. ARP-282 thực ra bao gồm một thiên hà xoắn ốc lớn có tên NGC-169, đường kính tới 140.000 năm ánh sáng, và một thiên hà nhỏ IC-1559, đường kính 40.000 năm ánh sáng. Hai thiên hà này đang tiếp cận nhau ở khoảng cách cực gần và xảy ra một hiện tượng bất thường, trao đổi vật chất qua lại. Theo cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, sự tương tác giữa các thiên hà góp phần đáng kể vào sự tiến hóa của chúng. Chưa biết tương lai chúng sẽ lại rời xa nhau hay bị hợp nhất hoàn toàn theo cách thiên hà lớn nuốt thiên hà bé. Nhưng sự tiếp cận gần như chưa sáp nhập này đang khiến nhiều vật thể từ bên này chuyển sang bên kia, đồng thời kích hoạt sự hình thành sao mạnh mẽ ở một trong hai thiên hà. Hình ảnh Hubble cho thấy rõ các luồng bụi và vật chất phát sáng đang chuyển dịch qua lại giữa hai thiên hà, nhưng có vẻ chủ yếu là chuyển từ thiên hà nhỏ sang thiên hà lớn. Tương tác này sẽ khiến vô số khí, bụi, thậm chí là nhiều hệ mặt trời khác bị hút ra khỏi thiên hà này và chuyển qua định cư ở thiên hà mới. Hiện lỗ đen trung tâm của hai thiên hà đang còn nằm độc lập và vẫn đang sống mạnh mẽ. Nếu hai thiên hà đến đủ gần, có thể hai lỗ đen sẽ hợp nhất và tạo nên một sự kiện chấn động khiến các sóng hấp dẫn lan truyền khắp vũ trụ. Thiên hà chứa trái đất Milky Way, ngân hà, một thiên hà có thể to ngang ngửa hoặc hơn NGC 169, cũng được chứng minh từng nuốt ít nhất 16 thiên hà nhỏ khác. Nhưng trong vòng 2 tỷ năm tới, nó sẽ gặp một đối thủ đáng gờm là thiên hà tiên nữ, có thể còn to lớn hơn. Sự kiện được dự báo ít nhất sẽ làm trái đất bị đẩy văng khỏi vùng sự sống, hoặc cũng có thể số phận của chúng ta sẽ như những gì Hubble vừa chụp được, cả hệ mặt trời bị dời địa chỉ. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.